Xin chào tất cả mọi người. Tối hôm qua mình có đăng một cái video về những cái anh em nào hoặc là những cái hộ nông dân nào mà có hoàn cảnh khó khăn á, mà để nhận được những cái cặp bồ câu vào ngày 15 tháng 7 sắp tới á, thì mọi người làm theo những cái bước mà mình có nói cụ thể ở trên video á. Thì hôm nay mình làm tiếp một clip để có gì mình nói rõ hơn cho anh em hiểu thêm về những cái thông tin, cũng như là mình có thay đổi một chút xíu cái thông tin về cái việc mà anh em cần phải làm những cái bước gì á. Mình nhận được rất là nhiều lời bình luận của anh em ở bên dưới, thì anh em cũng rất là nhiều anh em làm theo những cái hướng dẫn của mình, để lại số điện thoại này, địa chỉ ở đâu này, rồi hoàn cảnh gia đình như thế nào. Nhưng mà cũng có, đây là mình nói thật luôn, có rất nhiều những anh em mình không thể xác minh được là cái câu chuyện của anh em là nó có thật sự hay không. Thì hôm nay mình đăng tiếp một clip mình để mình chia sẻ để anh em hiểu rõ hơn về cái công việc của ở trại Minh Dũng mình. Là nếu mà có thể thì anh em vào cái trang Facebook của mình nhé, cũng là nông dân làm giàu luôn anh em ạ. Thì anh em vào đó thì anh em nhắn tin ở trong cái vào cái fanpage đó của mình với, để có gì mình lên đó mình tại vì Facebook của anh em mà thường thường là những cái chia sẻ của anh em trên cái Facebook của chính cá nhân anh em thì nó rất là chân thật. Chính vì vậy khi mà ở trại mình xác minh nhá, thì trại mình cũng có một số cái căn cứ cụ thể, cũng như là tụi mình điều tra được là ở địa phương này hay là ở cái chỗ anh em ở là có anh em có thật sự khó khăn hay không. Tại vì hôm qua mình có copy thử một số cái số điện thoại của mọi người bình luận ở bên dưới cái video đấy, thì mình cũng vào Zalo này, mình vào Zalo mình search thử, thì mình cũng khá là bất ngờ đối với một số anh em. Tại vì cái video của anh em mình á, thì thực ra là rất là mong muốn làm sao để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cái tiêu chí và cái mục đích chính của anh em mình là hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn thôi. Nhưng mà khi mà mình lên cái Zalo đó thì mình thấy là có một số người, rất ít thôi anh em ạ, nhưng mà vẫn có, là theo mình thấy thì cuộc sống cũng không phải là khó khăn lắm. Tại vì mình thấy là đi du lịch này, đi chơi này, ăn mặc quần áo sành điệu, và nhìn chung là cũng không có vẻ là nghèo khó quá đâu. Nó sai ngược, đi ngược lại so với cái mục đích của anh em mình đặt ra. Đây, hôm nay mình làm video thì mình cũng chia sẻ để anh em hiểu rõ luôn. Trước đó thì mọi người chắc cũng quan tâm đến cái việc mà là người ta hay làm việc thiện, hoặc là người ta làm những cái công việc có ích cho đời ấy, thì làm như thế nào. Người ta bảo là của cho không bằng cách cho mà. Cỡ khoảng một tuần trước thôi, thì chắc có lẽ là mọi người cũng biết cái câu chuyện mà ATM phát gạo ở thành phố Hồ Chí Minh đi, thì nó gặp phải một số cái sự cố, đó là không phải ai đi xe tay ga hoặc là ăn mặc sành điệu hoặc là cũng giàu có. Tại vì mình cũng không thể nào, đây mình nói thẳng với anh em luôn, là mình không thể nào mà kiểm soát được tất cả mọi người. Mỗi ngày có đến hàng trăm, hàng ngàn người như vậy, thì mình không thể biết được như thế nào là giàu, như thế nào là nghèo cả. Nhưng mà mình cũng phải là hiểu rõ này, cái việc làm từ thiện của anh em mình để giúp ích cho những người có hoàn cảnh khó khăn thôi. Nếu mà ai cảm thấy mình có đủ rồi, hoặc là mình có tiền và mình có thể mua được những con giống như thế, thì mình hoàn toàn mình có thể mua. Còn mình nhường lại cái phần của mình cho những cái người nghèo khổ khác. Và cũng có một số anh em hoài nghi. Đây là mình nói luôn, đây là hoài nghi về cái việc làm của anh em mình. Là nhiều người có nhắn tin vào fanpage cái Facebook của mình, cũng có người nhà bình luận ở bên dưới YouTube. Mọi người bảo là trại mình câu view hoặc là câu like gì đó. Nhưng hôm nay mình chia sẻ luôn,
đó là mình cũng không có rảnh để mình làm cái chuyện đó. Mình làm cái chuyện ví dụ là câu like câu view thì mình cũng không được cái gì cả anh em ạ. Tại vì anh em có để ý bên dưới những cái dòng bình luận không, cũng có rất nhiều những anh em khác họ vô họ comment họ bình luận, đó là khoảng năm trước hoặc vài năm trước thì họ có nhận được cái những cái cặp bồ câu của trại bồ câu Minh Dũng để phát triển kinh tế, và đến nay thì kinh tế nó cũng khá ổn hơn rồi, và năm nay không biết là có được nhận nữa hay không, tại vì năm ngoái có nhận rồi thì năm nay có nhận được nữa hay không. Đấy, anh em có thể khi anh em đọc được những cái lời bình luận như thế thì anh em cũng cũng bớt một phần hoài nghi, hoặc anh em tin tưởng hơn về cái chương trình của trại Minh Dũng mình chứ. Thật ra là trại Minh Dũng mình làm cái việc phát bồ câu vào tháng 7 hàng năm á là hơn 10 năm nay rồi. Nhưng mà cái kênh YouTube và cái Facebook của trại Minh Dũng mình á thì mình mới làm được khoảng chưa đến một năm nay, nên nhiều người họ không có biết đến. Tại vì ở trại mình thì anh em mình cũng ngồi lại, anh em mình nói chuyện với nhau là tại vì cái thời buổi công nghệ 4.0 này thì những người nông dân nói chung thì hầu như là ai cũng có điện thoại thông minh anh em ạ. Những chiếc smartphone như này nó cũng không phải là đắt đỏ lắm. Có nhiều những cái điện thoại giá cũng rẻ thôi. Thì những cái người nông dân thì họ cũng có điều kiện để họ mua. Chính vì thế để tiếp cận được bà con nông dân ấy, để hiểu được cũng như là mong muốn họ cần cái gì ấy, thì anh em mình lập ra kênh YouTube và Facebook để có thể kết nối với mọi người, tương tác với mọi người, cũng như là hiểu rõ hơn là mọi người cần cái gì, mọi người đang cần cái gì và mọi người không cần cái gì. Thì đến nay là làm video thì anh em mình cũng làm được khoảng là gần 60 video rồi anh em ạ. Gần 60 video thì cũng đa dạng về thông tin, đa dạng về cách chia sẻ, đa dạng về tất cả mọi thứ luôn. Anh em lên xem kênh YouTube của mình thì anh em cũng thấy. Và ngoài ra thì ở trại Minh Dũng mình thì cũng có kênh Facebook, anh em có thể vào đó. Ở trại mình thì cũng đăng rất nhiều những cái bài viết, tại vì trên hạ tầng YouTube anh em mình chỉ đăng được video thôi, còn Facebook á thì mình đăng được cả video và chữ, mình đánh chữ đấy luôn thì anh em cũng dễ dàng đọc hơn này. Anh em nào mà không muốn xem video á thì có thể là lên Facebook rồi đọc những cái chia sẻ của mình ở trên đó. Và ngoài ra thì anh em vẫn có thể đăng lên Facebook của mình luôn. Ở trên Facebook thì mình nghĩ là mọi người sẽ mỗi ngày thì mọi người sẽ lên Facebook nhiều hơn là YouTube đấy. Tại vì Facebook hiện tại là cái lượng mà truy cập hiện tại là rất là lớn, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà dịch Covid hoành hành thì đa số những cái người mà kinh doanh hoặc những cái người nông dân á thì họ ở nhà. Chính vì họ ở nhà như vậy thì cái thời gian rảnh họ có rất là nhiều luôn. Vì thế họ lướt Facebook rất là nhiều. Riêng mình thì mình cũng mỗi ngày thì mình khi mà mình thức dậy mình đều lướt Facebook. Thứ nhất là mình xem có thông tin gì mới không. Tại vì mọi người cũng hiểu là bây giờ cứ có một thông tin gì mới hoặc mà sự việc gì xảy ra thì hầu như là trên Facebook cập nhật nhanh nhất. Nhưng mà cái thông tin của nó cũng có hạn anh em ạ. Nó nhiều khi là nói quá lên về, nhưng mà Facebook vẫn là một cái hạ tầng để có gì mình tiếp cận thông tin và sau đó mình kiểm chứng lại ở những cái trang báo khác thì mình hoàn toàn mình có thể là mình nắm bắt thông tin một cách nhanh nhạy nhất. Chính vì thế thì anh em có thể like cái kênh Facebook của mình để có gì khi nào mà mình đăng thông tin anh em thì anh em cũng vẫn có thể nhận được cái thông báo của mình là hôm nay là trại Minh Dũng bồ câu đăng gì. Và ngoài ra như vậy thì ở trên YouTube cũng vậy. Mình cũng khi anh em đăng ký kênh, sub kênh ấy, thì những cái video mà mình post lên á thì nó sẽ tiếp cận đến anh em đôi khi anh em không cầm điện thoại đấy thì khi mà mình nhấn vào cái chuông thông báo đấy thì anh em vẫn có thể nhận được cái video và khi nào mình rảnh thì mình coi. Nó không bị trôi đi anh em ạ. Nhiều khi là mình không đăng ký kênh hoặc không bấm vào chuông ấy, thì nhiều cái video nó sẽ bị trôi đi. Tại vì mỗi ngày á, ở trên YouTube anh em thử nghĩ là nó có khoảng vài triệu cái tài khoản YouTube và nó đăng video nhiều như vậy.
chính vì các anh em mà không đăng ký kênh hoặc là không bấm vào chuông thì cái video nó sẽ bị trôi đi và mình không tiếp cận được. Nó cũng nhiều khi nó cũng có những cái thông tin nào mà mình cần thiết cho anh em thì nó cũng khá là tiếc. Mình cũng khá là mừng đối với, cũng có nhiều anh em bình luận ở những cái video của mình là thôi thì chạy Minh Dũng 2 đến 3 ngày làm một video đi. Thực ra là mình cũng muốn lắm chứ anh em ạ. Nhưng mà làm video nó cũng rất là tốn nhiều thời gian của mình. Tại vì công việc của mình thì nó cũng không phải là thường xuyên ở trại lắm. Chính vì vậy nên là làm được một cái video cho anh em á, phải nói là nó cũng khá là kỳ công. Rồi từ cái khâu quay này anh em này, quay này, rồi về nhà bỏ vào máy ngồi dựng cho anh em này, xong rồi đẩy lên YouTube, đẩy lên Facebook cho anh em xem. Nhiều khi cái video nó thời lượng của nó khoảng 10 phút thôi, nhưng mà anh em xem ở trên đó là nó cả một cái quá trình của ở trại Minh Dũng mình làm video anh em ạ. Nên anh em mà xem video thì anh em cũng để ủng hộ cho trại Minh Dũng mình thì anh em có thể cho mình một like ở bên dưới video này. Thì ngoài ra anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình một đăng ký. Tại vì anh em mình tính là phấn đấu đến cuối năm nay ấy, thì kênh YouTube của trại Minh Dũng Bồ Câu với có cái tên là Nông Dân Làm Giàu đấy anh em, thì sẽ được nút bạc của YouTube. Thì khi mà tại vì anh em mình phấn đấu đạt được nút bạc YouTube á, thì anh em mình sẽ có cái cơ hội để làm nhiều hơn những cái công việc để cho những cái bà con nông dân, và những cái thông tin của trại Minh Dũng mình á, sẽ đi xa hơn và tiếp cận hơn đối với những cái người nông dân mà họ muốn làm giàu, họ muốn khởi nghiệp. Đó chính là cái mục đích của anh em mình khi mà làm ra kênh YouTube này. Anh em mình cũng hay nói ở trên những cái video là anh em mình không cần bán giống. Anh em mình nói lại một lần nữa, đó là tất cả những cái video của trại Minh Dũng mình làm á, không vì mục đích bán giống anh em ạ. Tại vì mọi người đến trại của mình ở trên Bình Dương hoặc đến Đắk Lắk thì mọi người khi đến thì mọi người cũng sẽ hiểu là anh em mình nhiều khi cũng đủ rồi. Anh em mình không cần bán giống nữa đâu mọi người ạ. Mọi người chỉ hiểu đơn giản là anh em mình làm YouTube để phục vụ cho mọi người, cũng như ở trên YouTube đó là một cái kênh để mọi người khi mà những cái giờ mệt mỏi mọi người lên đó mọi người xem, và đôi khi nó sẽ giải tỏa một phần căng thẳng trong quá trình làm việc, chỉ vậy thôi ạ. Ngoài ra thì cũng không có cái mục đích nào khác. Nên anh em mà xem thì vui lòng ủng hộ cái kênh của mình. Và nếu anh em nào mà có tâm hơn nữa thì anh em có thể lập ra một email và đăng ký thêm cho trại Minh Dũng của mình luôn. Thì như thế là quá tốt ạ. Ở trại Minh Dũng mình thì phục vụ chính đó là bán bồ câu giống và bồ câu ra ràng anh em ạ. Nếu mà anh em nào mà có muốn giao lưu hoặc là mua giống thì anh em cứ đến trại mình hoặc là gọi điện cho mình. Và ngoài ra thì tương tác trên kênh YouTube và Facebook, nhắn tin trên đó thì anh em mình sẽ gọi điện lại. Để anh em cần nhu cầu gì thì anh em mình sẽ giải đáp cái nhu cầu cũng như thắc mắc của anh em. Và đây hôm nay thì mình cũng muốn nhắn nhủ với anh em là cái thời điểm dịch bệnh này này thì cuộc sống thì nó cũng rất là khó khăn. Nói thẳng ra vậy, cuộc sống rất khó khăn. Từ những người kinh doanh lớn, những doanh nghiệp lớn đến những người kinh doanh nhỏ lẻ thì ai cũng có những cái khó khăn của mình. Thì mình cũng hy vọng là mọi người có thể vượt qua được cái thời điểm khó khăn này. Và cái thời điểm khó khăn này nói chung là nó sẽ còn kéo dài đấy. Nhưng mà mình nghĩ là với cái sự quyết tâm của mọi người cũng như là cái sự mong mỏi làm giàu của mọi người thì mọi người sẽ nghĩ ra những cái cách làm giàu mới. Cũng như ở trên kênh của mình, trên website của mình có câu slogan là nông dân làm giàu, dám nghĩ dám làm á. Thì mình cũng hy vọng là mọi người nhìn vào cái câu nói của trại mình thì mọi người có thể có thêm cái động lực để mọi người tiếp tục làm tốt cái công việc của mình.
Và clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây. Clip này thì nói chung là nó cũng trong cái bối cảnh là nó không có chim cò gì cả, nó không, mình không, hiện tại mình không ở trại. Tối hôm qua mình đăng clip lên thì mình cũng rất là bất ngờ về cái việc mà anh em bình luận ở trên kênh như vậy. Thì hôm nay mình làm luôn một clip để mình tương tác lại đối với anh em, là hiện tại thì cái lượng view của nó thì nó cũng khá cao, và bên cạnh đó là cái lượng bình luận ở bên dưới để là số điện thoại, thông tin cá nhân, và cái lượng like thì cũng rất là cao so với những cái clip trước. Thì mình cũng đã ghi nhận lại, mình tổng hợp lại tất cả những cái danh sách của anh em rồi. Những và khi mà anh em bình luận thì mình cũng có đã like dưới rồi. Khi mà mình đã like thì anh em cũng hiểu là mình đã tổng hợp lại cái danh sách của anh em. Và khi nào mà có một cái kết quả của cái quá trình mà khi mình đăng cái video lên như vậy á, thì mình sẽ thông báo cụ thể đối với anh em. Mình có lẽ là chắc mình sẽ gọi điện hoặc là mình email cho anh em. Và những anh em nào mà được tham gia chương trình á, thì sẽ nhận được cái cuộc điện thoại của mình hoặc là cái email của mình đấy. Thì lúc đó thì anh em sẽ sắp xếp. Còn những anh em khác mà không nhận được cái sự phản hồi của mình thì anh em cũng đừng có buồn nhé. Tại vì mỗi năm thì trại Minh Dũng mình cũng cung cấp giống cho bà con nông dân ở một cái số lượng có hạn thôi. Thì mình cũng chia sẻ là nếu mà cho rộng rãi khắp mọi người thì anh em mình không làm được cái chuyện đó. Anh em mình chỉ giúp những người thực sự khó khăn thôi. Nên là anh em có thể rời lại vào năm sau. Hoặc là những người nào mà cảm thấy mình không khó khăn quá thì có thể đến liên hệ với trại của mình, thì mình cũng sẽ bán một cái giá rất là hữu nghị cho anh em, bán giá mềm cho anh em đấy, bán để anh em làm giàu. Và nhiều khi những cái cặp đó mà anh em về nuôi nuôi thật tốt với những cái cách nuôi của trại mình thì mình sẽ chỉ cho cách anh em làm giàu. Và cũng như là mà hàng tháng thì mình cũng sang bên Thái Lan mình nhập giống về, thì những cái giống như vậy thì anh em có thể liên hệ với trại mình. Clip này thì mình cũng xin dừng ở đây anh em nhé. Rồi, xin tạm biệt mọi người.